Thưa quý vị và các bạn, đêm qua vào sáng nay, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa to, kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa tại các huyện thuộc phía Bắc và phía Tây thành phố là từ 10 cho đến 20mm, từ trung tâm và phía Nam thành phố là từ 15 cho đến 30mm, có nơi cao hơn 50mm. Nhiệt độ dao động từ 24 cho đến 28 độ. Tuy nhiên, trưa và chiều nay mật độ mây giảm, đan xen với những khoảng nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 30, có nơi trên 31 độ. Đến tối nhiệt độ cũng chỉ giảm nhẹ, duy trì ở mức là 28 độ, trời mát, độ ẩm là từ 72 cho đến 94%. Dự báo do ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ mạnh hơn, nên từ chiều mai ngày 22 tháng 10, Hà Nội có mưa rào rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ giảm tới ngưỡng lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất xuống mức là từ 20 cho đến 22 độ và cao nhất là từ 29 cho đến 31 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay ở vùng biển khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, phía đông có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng cao từ 3 cho đến 5 mét. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh cho đến Kiên Giang đề nghị theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển. Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực của Hà Nội trong trưa và chiều nay. Khu vực phía Tây thành phố, từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 28 cho đến 30 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực phía Nam, từ Thanh Oai, Thường Tín cho đến Mỹ Đức với mức nhiệt độ từ 27 cho đến 29 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 27 cho đến 29 độ. Tại vùng núi Ba Vì và Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này với mức nhiệt độ từ 27 cho đến 29 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 28 cho đến 30 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 15 giờ 15 phút ngày hôm nay.